Bạo lực học đường đang là một vấn nạn xã hội hiện nay và bị lên án bởi những hậu quả nghiêm trọng và rất đau xót. Nó tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tinh thần và nặng hơn là tính mạng của trẻ đang trong độ tuổi hoàn thiện bản thân. Giải pháp nào để ngăn ngừa bạo lực học đường? Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào có được câu trả lời. Nữ sinh này đã bị bạo lực học đường hơn một năm nay. Không xảy ra những xô xát, đánh đập, nhưng những áp lực về tinh thần đã khiến em ngày càng suy sụp và cô lập chính mình. Các bạn hay kiểu như là hay tụ tập với nhau thì em thì hay bị một mình. Em cũng rất là muốn hoạt động với các bạn nhưng mà dường như các bạn có vẻ là không thích em. Thậm chí là các bạn còn gọi em bằng một cái tên, một cái biệt danh khác để có thể là nói xấu hay là nói một cái gì đấy không tốt về em. Và em đã gặp cái vấn đề này khoảng một năm học rồi, từ năm học trước rồi. Và em rất là sợ đến trường và bây giờ em cũng rất là sợ giao tiếp với các mọi người và sợ đám đông. Có những hôm em không thể ngủ được và em dạo gần đây thì em thậm chí là em không muốn ăn. Em cảm thấy một ngày nó rất là dài và rất là mệt mỏi. Thường là các bạn không nói với bố mẹ, với những người thân hoặc là với thầy cô giáo đâu, bởi vì là các bạn sẽ tự chịu đựng và các bạn sẽ quay về để trách móc bản thân mình, nghi ngờ bản thân mình và sẽ có những cái hành vi đó là làm tổn thương đến chính mình là nhiều. Và cái hệ lụy thực sự là phải trị liệu tâm lý rất là lâu thì các con mới có thể cái chữa lành, có thể mới quay lại và có thể là tự tin vào chính mình để hòa nhập với cuộc sống bình thường ạ. Số liệu thống kê về công tác phòng chống bạo lực học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, trong 5 năm, từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, tổng số vụ bạo lực học đường xảy ra là 2.624 vụ, với 7.209 đối tượng có liên quan, chủ yếu bắt nguồn từ những xô xát rất nhỏ nhặt nhưng lại trở thành nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là 70% học sinh có hành vi bạo lực học đường đều có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn hoặc có hành vi bạo lực gia đình. Một cái yếu tố khác nữa chúng ta cũng thấy là cái thực trạng hiện nay là từ phim ảnh cho đến trên mạng thì tràn lan tất cả các cái những cái hình ảnh bạo lực, và những cái điều đó thì nó là một cái mà nó rất dễ làm cho có cái sự tập nhiễm bắt chước lây lan về mặt tâm lý, làm cho những cái đứa trẻ, nhất là các bạn đang ở lứa tuổi mà vị thành niên, thì các bạn ấy rất là dễ bị ảnh hưởng và bắt chước theo, thậm chí còn coi rằng đấy là một cái biểu hiện của cái việc rằng là thể hiện sức mạnh. Để giải quyết vấn đề bạo lực học đường, không chỉ có phê phán, chỉ trích mà cần có yếu tố xoa dịu, giáo dục các em bằng tình yêu thương, sự chân thành và gần gũi. Hình thành văn hóa học đường góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như phòng chống bạo lực học đường. Cái vai trò đặc biệt quan trọng của phòng tâm lý học đường đó chính là một nơi khi học sinh đang trong quá trình trưởng thành có những cái tác động và các cái yếu tố tương tác của xã hội, của một cá nhân nào đó, và chúng ta sàng lọc và chúng ta nhận diện được sớm. Nó giống như là một vết thương mà được băng bó hoặc ergo đúng cách ấy, sẽ giúp cho học sinh sẽ có một cái đời sống, cái sức khỏe tinh thần, và bạn ấy sẽ có các kỹ năng để tự vượt qua được những cái tổn thương bằng một cái đồng hành về sức khỏe tâm lý. Trước tình trạng báo động và đáng lo ngại của bạo lực học đường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Hy vọng những chấn chỉnh này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ góp phần đẩy lùi được nạn bạo lực học đường trong thời gian tới.